Hello, xin chào bạn. Sau thị trường Ấn Độ thì Việt Nam sẽ là một trong những thị trường tiếp theo mà Samsung mở bán chiếc Galaxy M20, một trong những chiếc smartphone đầu tiên của nhà Samsung mà được trang bị màn hình giọt nước, màn hình khuyết đấy. Tuy nhiên thì bên Samsung sẽ không gọi là màn hình giọt nước mà sẽ gọi là màn hình Infinity V. Và sản phẩm này bán chính thức ở thị trường Việt Nam với mức giá khoảng dưới 5 triệu đồng, chính xác là 4 triệu 990 nghìn đồng. Và sản phẩm này thì mình có mượn ở bên cửa hàng Thế Giới Di Động và mình cảm ơn anh Trung bên Thế Giới Di Động đã cho mình mượn cái sản phẩm này. Các bạn quan tâm đến chiếc Galaxy M20 này thì có thể click vào đường link của Thế Giới Động mình đặt ở phía dưới video nha. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về cách thiết kế cái màn hình Infinity V của Samsung. Thì nếu như các bạn nhìn mà không chú ý đến phần giao diện này, nếu mà bỏ qua cái phần giao diện thì nó cực kỳ giống với những sản phẩm đến từ Oppo, đến từ Vivo hay là đến từ OnePlus các bạn ạ. Và hiện tại thì mình có đây là chiếc Oppo F9 để có thể so sánh nhanh cho bạn về cách thiết kế cái màn hình giọt nước trên chiếc Galaxy M20 và chiếc Oppo F9. Thì các bạn có thể thấy là trên chiếc Galaxy M20 á, thì nó có thiết kế cực kỳ giống với chiếc Oppo F9 nếu chúng ta nhìn ở mặt trước các bạn ạ. Nếu mà chúng ta thay cái giao diện này sang thành cái giao diện của Oppo hay là Vivo thì nó sẽ biến thành một chiếc máy khác các bạn ạ. Đấy, nó rất là giống, ngay cả cái phần loa thoại các bạn thấy này, nó thiết kế cũng y chang luôn, y chang như kiểu là bên Oppo luôn. Đấy, các bạn thấy nhìn kỹ hơn nha. Đây các bạn thấy này, và phần dưới cằm thì các bạn có thấy là nó cũng có một cái thiết kế rất là giống, cực kỳ giống luôn các bạn ạ. Wow, cái viền thì các bạn thấy bây giờ mình sẽ mở vào cái phần là điện thoại cho các bạn xem nha. Đấy các bạn thấy không? Cái viền của nó thì cũng gần như là cái độ dày gần như là tương đương nhau. Là cái điểm mà mình thấy là Samsung đang cố gắng bắt trend, nhưng mà tạm thời thì mình thấy là họ bắt hơi chậm. Theo chia sẻ của anh Duy, phó giám đốc ngành hàng viễn thông di động của bên FPT Shop á, thì có chia sẻ với mình là trong cái năm 2018 là năm ngoái, những sản phẩm nào muốn bán tốt ở thị trường Việt Nam thì bắt buộc chúng ta sẽ có một cái điều tiên quyết, đó chính là chúng ta phải có màn hình khuyết các bạn ạ. Đấy, trong khi đó thì đến bây giờ Samsung mới mang cái màn hình khuyết này về thì mình thấy là nó hơi trễ một chút xíu. Và mình thấy là doanh số của những sản phẩm của Samsung, đặc biệt là trong phân khúc tầm trung năm ngoái thì cũng không thực sự tốt. Trong khi đó thì những cái màn hình khuyết lại có cái doanh số cực kỳ cao. Thì mình nghĩ là Samsung đang cố gắng bắt trend để theo kịp được những hãng bên thị trường Trung Quốc. Nếu như mặt trước của chiếc Galaxy M20 nhìn nó khá là đẹp và hợp xu hướng, thì khi mà chúng ta lật sang mặt sau của chiếc M20 này thì mình phải gọi là rất là thất vọng với cái sản phẩm này. Và nếu so sánh với những sản phẩm khác cùng thiết kế nhựa ở trong cái phân khúc giá này thì mình thấy là sản phẩm này rất là tẻ nhạt và nhìn nó không hề đẹp và không hề sang trọng một chút nào cả. Chúng ta vẫn có một cái thiết kế nhựa nhưng mà là nhựa bóng. Và cái nhựa bóng này thì sau một thời gian sử dụng, thậm chí là các bạn có mang ốp lưng đi chăng nữa, thì cái nhựa bóng này nó cũng rất là dễ bị trầy xước các bạn ạ. Mình đã sử dụng rất là nhiều những sản phẩm mà có cái phần là nhựa bóng như thế này rồi, và mặc dù mình có mang ốp lưng rất là kỹ nhưng mà nó vẫn bị trầy. Và các bạn có thể thấy là ở sản phẩm này thì người bạn của mình mới xài có vài ngày thôi là nó đã trầy tùm lum hết rồi. Đó là cái điểm mà mình không hài lòng ở cái sản phẩm này. Và các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này thì cũng không hề theo xu hướng màu biến đổi là Guardian, cho nên là nhìn nó cũng hơi tẻ nhạt. Và những cái bạn trẻ nào mà yêu thích một cái màu sắc nhìn nó sống động, nhìn nó thời trang hơn thì M20 chắc chắn sẽ không phải là dành cho các bạn. Một cái điểm mà mình không thích ở chiếc M20 này chính là về cảm giác cầm nắm nữa. Mặc dù là các cái góc cạnh của nó thì được bo tròn rất là nhiều và cầm thì ôm tay, nhưng mà với cái viên pin lên tới là 5000 mAh, cho nên là sản phẩm này cầm thì khá là nặng. Và nếu khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì nó sẽ gây cho chúng ta cái cảm giác là mỏi tay. Đặc biệt là khi mà chúng ta đưa sản phẩm này cho những bạn nữ, thì mình thấy là khi mà mình mang cái sản phẩm này cho một số những bạn nữ thì các bạn bảo là hơi nặng một chút xíu và không hợp với các bạn lắm. Một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao ở chiếc Galaxy M20 này chính là việc Samsung đã trang bị cho nó cổng USB-C. Đây cũng là sản phẩm tầm trung dưới 7 triệu đồng đầu tiên mà Samsung trang bị cho nó cổng USB-C. Và cái cổng này thì cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh các bạn. Mình nhớ là cái adapter sạc của nó sẽ hỗ trợ công suất là 9V và 1.67A. Quay lại với phần màn hình Infinity V trên chiếc Galaxy M20 thì mình phải lưu ý với các bạn là sản phẩm này chỉ sử dụng tấm nền là TFT thôi, chứ không phải là sử dụng tấm nền IPS hay là màn hình Super AMOLED. Và nó sẽ có kích thước là 6.3 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Và phần kính bảo vệ màn hình thì nó cũng là dạng cong 2.5D. Tuy nhiên thì vì chỉ sử dụng màn hình là TFT cho nên là nó vẫn có một số giới hạn các bạn ạ. Khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này ngoài trời thì mình cảm giác là cái sản phẩm này không cho lại cho chúng ta được cái độ sáng màn hình cao. Cho nên là nếu các bạn sử dụng trong một thời gian dài ở những cái nơi mà có ánh sáng, cường độ ánh sáng mạnh này, hay là khi mà chúng ta sử dụng ngoài trời á, thì nó gây cho chúng ta một cái cảm giác là hơi mỏi mắt một chút xíu. Còn về góc nhìn thì mình thấy là nó cũng khá là ổn, và những cái màu sắc thì hiển thị cũng khá là trung thực. Tuy nhiên thì màu đen thì mình thấy là ở mức chấp nhận được thôi, cũng không quá là sâu. Nhưng mà với mức giá khoảng 5 triệu đồng á, thì mình thấy là cái màn hình này ở mức trung bình, không quá xuất sắc nhưng mà cũng không quá tệ. Nó chỉ tệ ở cái phần là độ sáng màn hình không cao mà thôi.
Nói về cấu hình của chiếc Galaxy M20 thì hiện tại nó đang chạy 4 xử lý là Exynos 7904 được Samsung phát triển dành riêng cho thị trường Ấn Độ, và nó sẽ được sản xuất trên chương trình là 14 nanomet. Và mình cần lưu ý với các bạn là cái sản phẩm này không hướng tới những người dùng chơi game nhé các bạn, tại vì cái vít xử lý này mục tiêu của Samsung khi phát triển nó là dành cho những sản phẩm mang tới cái năng lượng, cái thời lượng pin tốt nhất, cho nên là nó được trang bị trên chiếc Galaxy M20. Đi kèm với nó chúng ta sẽ có viên pin lên tới là 5000 mAh. Và chiếc Galaxy M20 này chỉ có bộ nhớ RAM là 3GB, cùng với đó là bộ nhớ trong khá là bé, chỉ là 32GB thôi, nhưng các bạn cũng có thể mở rộng thông qua thẻ nhớ là microSD. Và hiện tại thì chiếc Galaxy M20 này đang chạy cái giao diện trên nền tảng Android là 8.1 Oreo, và mình cảm giác là cái giao diện này thì nó rất là giống với chiếc Galaxy A8s ở thị trường Trung Quốc các bạn ạ. Hôm trước thì mình đã có làm một cái clip về chiếc Galaxy A8s rồi, thì những bạn nào quan tâm về chiếc A8s thì có thể click vào ở góc phải màn hình nha, mình sẽ để một cái đường link ở đó. Còn về camera trên chiếc Galaxy M20 này thì mình thấy nó cũng không ấn tượng cho lắm. Nó chỉ có camera trước với độ phân giải là 8 MP mà thôi. Trong khi đó thì camera sau sẽ hỗ trợ là camera kép với một cam là 13 MP và một cam là 5 MP. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cho các bạn video trên tay cũng như là trải nghiệm nhanh về chiếc Galaxy M20. Hôm sau thì bọn mình sẽ làm thêm một clip để chia sẻ kỹ hơn về chiếc Galaxy M20 này, cũng như là các bạn muốn bọn mình làm những clip gì về sản phẩm này thì cứ comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.